Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nối tiếp về đề tài về câu chuyện Việt Nam hóa hổ được không và hóa hổ bằng cách nào, thì trong các số đối thoại trước, các khách mời đã chỉ ra rất nhiều cách thức để chúng ta có thể hóa hổ. Trong đó có câu chuyện về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế, giáo dục, và một trong những vấn đề mà được các khách mời đặt ra cũng thu hút sự quan tâm của khán giả của đối thoại, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi đó liên quan tới việc là phát triển hạ tầng giao thông. Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay các khách mời để bàn về câu chuyện là phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên tổng biên tập nhà xuất bản Giao thông Vận tải, chuyên gia giao thông đô thị. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, giám đốc công ty cổ phần ADA và Cộng sự, giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch Đại học Xây dựng. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và bàn luận về một chủ đề mà các số trước thì cũng đã được nhắc tới nhưng chưa được bàn kỹ, và đặc biệt là thu hút được sự quan tâm của khán giả chúng tôi rất là nhiều. Thì trước khi mà chúng ta bàn về việc là phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam như thế nào để có thể giúp cái câu chuyện hóa hổ của chúng ta nhanh hơn như là các số đối thoại trước có bàn luận, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo báo cáo từ Bộ Giao thông Vận tải được công bố vào cuối năm 2017, hiện nay hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam đã được đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành. Đường bộ có tổng chiều dài khoảng hơn 24.200 km. Đường cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng 14 tuyến với tổng chiều dài là hơn 816,6 km. Quốc lộ có tổng chiều dài hơn 23.800 km. Đường thủy nội địa có tổng chiều dài đang khai thác và quản lý là hơn 7.000 km, 220 cảng thủy nội địa do Trung ương quản lý và hơn 3.000 bến thủy nội địa. Đối với đường sắt, mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam có tổng chiều dài hơn 3.000 km với tổng số là 216 ga đường sắt. Hàng không có 21 cảng hàng không với tổng công suất đạt 77,75 triệu hành khách một năm và hơn 1 triệu tấn hàng hóa một năm. Ngoài ra thì còn có hệ thống các cảng biển và cảng cạn. Trong giai đoạn 2011 đến 2016, nhiều công trình giao thông lớn hiện đại như đường bộ cao tốc mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, cảng biển quốc tế Cái Mép, Thị Vải, Cái Lân, Hải Phòng, cảng Lạch Huyện, Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Cam Ranh cũng đã được đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2016-2020, ngành giao thông vận tải xác định nhu cầu vốn đầu tư vào khoảng gần 1 triệu tỷ đồng. Trong đó khoảng 60% được cân đối từ nguồn ngân sách bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA và 40% từ nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước. Ngành giao thông vận tải sẽ tập trung hoàn thành các tuyến cao tốc đang thi công trên trục Bắc Nam. Đối với đường sắt thì Bộ Giao thông Vận tải tập trung nâng cấp đường sắt hiện có, trong đó ưu tiên tuyến Bắc Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân là 80-90 km/h đối với tàu khách và 50-60 km/h đối với tàu hàng. Nghiên cứu phương án xây dựng mới đường sắt tốc đôi tốc độ cao trên trục Bắc Nam, giai đoạn đầu khai thác với tốc độ là 160-200 km/h. Trong lĩnh vực hàng không, tập trung hiện đại và nâng cấp các cảng hàng không quốc tế, phân bổ nguồn lực đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Vâng, thưa các khách mời, trong phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi cũng đưa tới rất là nhiều những cái thông tin con số liên quan đến hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Tuy nhiên là theo ý kiến của khán giả thì khán giả rất mong muốn chúng ta phân tích kỹ hơn về hai công trình mà đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đó là giao thông, đó là vấn đề là đường sắt đô thị và đường cao tốc Bắc Nam. Thì liên quan tới những cái công trình này, liên quan tới những vấn đề về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam, thì các khách mời có những cái ý kiến đánh giá như thế nào về những cái thực trạng hiện nay ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Việt Huy ạ. Trước mắt nói về hạ tầng giao thông của Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận một chút về cái vị trí địa lý của Việt Nam. Đầu tiên thì tôi nói đến cái vấn đề rất nhiều những cái lợi thế cho một đất nước như của chúng ta với một cái bờ biển rất là dài, và chúng ta có rất nhiều những cái thuận lợi để phát triển giao thông. Trong đó có thể nói đến bốn cái giao thông chính. Đầu tiên là giao thông đường thủy, giao thông đường hàng không, giao thông đường bộ, trong đó có giao thông đường sắt và đường bộ. Thì phải nói rằng là từ thời Pháp thuộc đến bây giờ, gần như giao thông đường thủy không được phát triển. Và đây là một trong những cái lợi thế lớn nhất của những cái đất nước cũng như những cái đô thị mà bám biển, họ hoặc là bám sông, họ khai thác rất tốt những cái vấn đề hệ thống giao thông đường thủy. Thì cái giao thông đường thủy của Việt Nam tôi gần như không nghe nói đến. Thì đây là một cái vấn đề khá là
cần phải lưu ý để chúng ta có những cái biện pháp phát triển, lợi dụng cái thế mạnh cái đường thủy đó. Bởi vì thực ra đầu tư vào giao thông đường thủy đối với các nước phát triển thì họ đặt ra đây là một trong những cái đầu tư hàng đầu. Bởi vì đầu tư giao thông đường thủy là đầu tư thấp nhất cho cơ sở hạ tầng, mà họ chỉ cần đầu tư về những cái trang thiết bị và họ sử dụng. Thứ hai cần nói đến thì chúng ta đang bị quá tải về giao thông hàng không. Bởi vì cái giao thông hàng không chúng ta hiện nay đang khai thác quá nhiều. Trong khi đó giao thông đường bộ là đường sắt và đường các đường cao tốc thì lại có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là đường sắt. Với cái nền đường sắt mà chúng ta được thừa hưởng từ thời Pháp thuộc đến nay thì có thể nói là cái sự phát triển gần như là không có gì là phát triển, mà chỉ có sử dụng lại của cái hệ thống giao thông đường sắt mà thời Pháp thuộc họ để lại. Không những thế, thậm chí một số những cái hệ thống đường sắt lại bị bỏ đi không biết vì những lý do gì, ví dụ như kết nối từ Nha Trang lên các tỉnh miền các tỉnh Tây Nguyên, không hiểu vì sao mà lại bỏ đi một cái hệ thống giao thông cực kỳ quan trọng, sau khi phân tích và người ta đặt vào thì sau này chúng ta lại bỏ đi. Còn về giao thông đường bộ là các hệ thống đường cao tốc thì tôi nhớ năm 2003 khi tôi có một cái hội thảo ở bên Trung Quốc và tôi ngỡ ngàng vì lúc đó tôi đi từ châu Âu sang bên Trung Quốc. Rõ ràng lúc đó thì Trung Quốc không có gì phát triển hơn Việt Nam là mấy, nhưng toàn bộ hệ thống giao thông đường cao tốc của Trung Quốc những năm 2003 nó phát triển, thậm chí có thể tự tin mà nói còn hơn cả hệ thống giao thông các đường cao tốc của châu Âu về mặt chất lượng cũng như là về mặt hệ thống. Bởi vì rõ ràng chúng ta phải nhận biết được rằng trong quy hoạch chung cũng như là quy hoạch định hướng phát triển thì giao thông nó không khác gì các mạch máu. Nếu như mạch máu mà không chảy thì chắc chắn cơ thể không thể nào sống được. Chính vì thế mà cái giao thông đường bộ của chúng ta cũng còn gặp rất nhiều vấn đề. Tất nhiên những cái lợi thế tôi vừa mới nói thì chúng ta cũng có những cái khó khăn. Đấy là địa lý của Việt Nam chỉ trên một cái giải đất hình chữ S và kéo dài rất là nhiều. Đây là một trong những cái vừa là thuận lợi nhưng nó lại là cái khó khăn, bởi vì rất khó để tổ chức những cái hệ thống giao thông theo cụm, theo tuyến để kết nối các cụm với nhau, mà chúng ta chỉ có một cái huyết mạch. Và chính những cái huyết mạch đấy nó gây ra những cái khó khăn khi chúng ta gặp những cái vấn đề trở ngại, hoặc là khi chúng ta cần xử lý các vấn đề tắc nghẽn hoặc các vấn đề khác cần phải giải quyết thì chúng ta gặp những cái tắc nghẽn rất khó khăn. Vâng ạ, xin mời ý kiến của ông Nghĩa. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của khách mời vừa mới phát biểu, và tôi có cảm giác tức là trên thực tế thì chúng ta thiếu một cái quy hoạch chiến lược về phát triển giao thông gắn liền với một cái chương trình phát triển kinh tế dài hạn. Thứ hai là tức là chúng ta cũng để phân tán nguồn lực tài chính vào rất nhiều những cái mũi nhọn, tỉnh nào cũng mũi nhọn thì là ngành nào cũng mũi nhọn, và cuối cùng thì là cái điều quan trọng bậc nhất mà lẽ ra phải đi trước tất cả nó là giao thông vận tải, và kết nối hạ tầng thì rất là yếu. Có thể nói tức là khoảng 10 năm gần đây thì mới bắt đầu có nhúc nhích một chút về đường cao tốc, rồi thì là các cái tuyến nó tương đối gọi là bài bản dài hạn một tí, còn trước đây thì chúng ta cứ chấp vá. Và đặc biệt tức là có hai lần mà chúng ta vay tiền của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế để đầu tư vào cái cơ sở thần giao thông, rồi thì cuối cùng là do chúng ta vi phạm các cái quy định về thủ tục và lộ trình cho nên nửa chừng thì bị cắt. Nói như vậy để thấy rằng tức là có thể nói tức là một cái sự quan tâm đúng mực về cái chiến lược phát triển của một quốc gia dài hạn là chưa rõ ràng. Trong khi đó thì chúng ta lại vác tiền đi đầu tư vào hàng trăm những cái doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ như là rồi thì hàng chục những cái dự án tốn kém không biết bao nhiêu tiền, và bây giờ thì nó lắp chiếu nằm cả đống ở đấy. Tôi nghĩ là đúng là phải có một cái quy hoạch chiến lược. Và cái thứ hai tức là phải có một quyết tâm là đẩy nó lên thành một cái chương trình là ưu tiên hàng đầu. Vì nó là vô cùng cần thiết và nó có cái tác dụng lan tỏa rất lớn. Cái thứ ba tức là phải phát triển tương đối đồng bộ cả về đường sắt, đường bộ và đường thủy. Và trong cái đó là và quan trọng nhất chính là tận dụng đường thủy. Trước đây sở dĩ chúng ta không có đường thủy, hoặc là đường thủy eo uột, cũng có một đội tàu viễn dương hoặc là ít nhất là cũng khu vực cho nó ra trò là vì chúng ta không có hàng hóa nhiều.
Thì bây giờ chúng ta đã có hàng hóa, bây giờ chúng ta cũng có một số những cơ sở logistics nó tương đối tốt. Logistics thì không nằm trong tay Việt Nam nhiều nhưng mà nằm trong tay nước ngoài, nhưng mà người ta làm cũng tốt. Thì cũng có cơ hội để chúng ta phát triển. Vấn đề thứ hai nữa tức là cần phải tập trung nguồn lực tài chính. Chính phủ thì lâu nay thì dựa nhiều vào những cái vốn của chính phủ hoặc là vốn ODA. Thì bây giờ phải nên có một cơ chế về mặt pháp lý để mà khuyến khích cái vốn của tư nhân, kể cả tư nhân trong nước và tư nhân nội địa. Như vậy là chúng ta phải hoàn thiện cả cái khung pháp lý về BOT hoặc là đối tác công tư PPP. Và cuối cùng tức là chúng ta phải sử dụng rất là có hiệu quả cái đầu tư công để mà đẩy nhanh một bước cái phát triển cơ sở hạ tầng. Tức là chính phủ phải đi tiên phong trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và dùng nó làm một cái đảm bảo cho cái khu vực tư nhân để người ta ném vốn vào khu vực này, kể đặc biệt là tư nhân trong nước và tư nhân quốc tế. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là cái quyết tâm cho đến giờ phút này là tôi có cảm giác là chưa đủ, và cũng chưa nhận ra được rằng cái điều mà như em Hi ban nãy nói, tức là Trung Quốc đi trước về cái phát triển cơ sở hạ tầng so với chúng ta, tức là không phải là vài chục năm. Trung Quốc đạt được cái tốc độ tăng trưởng GDP, đạt được cái GDP bình quân đầu người 2.000 đô, bình quân đầu người 2.000 đô vào năm 2004 hoặc là 2006 gì đấy, không nhớ. Việt Nam cũng đạt được cái mức là 2.000 đô vào năm 2014, tức là cách nhau đó 10 năm. Nhưng mà cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường cao tốc và đường sắt đô thì Trung Quốc phải đi trước Việt Nam ít nhất là 40 năm. Và đấy là cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng tức là chúng ta đã bỏ qua khá nhiều những cơ hội để phát triển công nghiệp. Xin mời ông Thủy có thêm ý kiến. Trước hết là tôi thống nhất ý kiến của hai anh vừa rồi, tức là cái việc hạ tầng giao thông là một cái yếu tố rất quan trọng, gần như quyết định để phát triển nền kinh tế. Có thể nói là đất nước mình thì là cái hạ tầng đi lùi, đi sau các nước. Theo tôi, chưa đến thế kỷ nhưng cũng phải 40-50 năm. Thì là điều đó nó rất là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế. Nếu tính cả đường giao thông nông thôn thì chúng ta có trên 300.000 km đường bộ, khoảng 20.000 cái đường quốc lộ, trong đó có đường cao tốc. Chúng ta có khoảng độ 5-6.000 km đường thủy nội địa, tức là đường sông. Chúng tôi có cái đường biển đi từ Bắc vào Nam. Một số chuyên gia nước ngoài nói là đối với nước tôi nếu như thế đó là lý tưởng. Vì là cái đường thủy mà nó nối từ Bắc vào Nam thì nó sẽ tạo ra một hiệu quả rất lớn cho nền kinh tế. Như anh vừa nói là cái chi phí đường thủy nếu đúng ra chỉ bằng 1/3 đường bộ thôi. Nó có phải xây đường đâu, đi đường thủy rồi, đường thủy là tự nhiên cho rồi. Cho nên cái chi phí như là một số giáo sư nói là chúng ta phải vươn cái đường sắt ra biển để mà đón cái hàng từ biển vào thì sẽ giảm bớt cái đường ô tô đi. Và chúng ta sẽ đã có hệ thống sân bay rất là dài. Một số nước người ta bảo là hơi dài quá, phải không ạ? Gần như mỗi tỉnh một sân bay. Thì những cái hệ thống đó chúng ta cũng đã cố gắng để tạo dựng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên là cái sự phát triển của nó không đồng bộ. Như các anh nói, tức là thiếu một cái chiến lược và thiếu cả cái tầm nhìn. Cho nên là giao thông chúng ta chưa đi trước được. Như là một giáo sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê đã nói là giao thông là một cái yếu tố, nó không tạo ra sản phẩm cụ thể, nhưng mà các sản phẩm khác có thể thiếu, nhưng mà giao thông không thể thiếu được. Một ngày mà ngừng trệ giao thông thì đất nước sẽ không phát triển được. Như là anh vừa nói đấy, tức là nó là mạch máu giao thông, cho nên là nếu nó không hoạt động tức là nền kinh tế sẽ chết, phải không ạ? Thì đúng nữa, tôi nói là riêng giao thông đô thị thì chúng ta còn lùi xa với các nước, quá xa với các nước, gần hơn thế kỷ. Tôi nói là cái tuyến tàu điện, cái metro đầu tiên của thế giới là của Anh, là xuất phát là từ năm 1863. Metro của Pháp là từ năm 1900. Metro của, tức là tàu điện ngầm đấy, của Nhật Bản là cũng phải là 1920. Của Nga là 1935. Thì tôi nói ví dụ một số cái để thấy là người ta đã phát triển giao thông đô thị, đường sắt đô thị mà chúng ta hiện nay chưa có một cây số nào, đã hàng trăm năm nay rồi. Thì trong khi đó chúng ta, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố siêu đô thị, tức là khoảng gần trên dưới 10 triệu dân trở lên, nhưng mà không có một cây số đường sắt đô thị nào. Trong cái đó đường sắt đô thị
chúng ta ví nó như là một cái mạch máu chủ của một cái cơ thể. Một cái tuyến tàu điện ngầm một giờ nó có thể vận chuyển được 60.000 hành khách, trong khi đó một cái ô tô buýt một giờ vận chuyển cao nhất chỉ được 5.000 hành khách. Cho nên là chúng ta thấy là nghèo thì nghèo nhưng phải có tàu điện ngầm. Ở các nước đều như vậy cả. Trong khi đó thì chúng ta đến hiện nay thì những cái tuyến xây dựng thì quá chậm, bộc lộ nhiều cái yếu kém, nhất là cái tuyến Hà Đông Cát Linh, và cái tuyến đó nó gây mất lòng tin với xã hội. Đó là cái điều rất đáng buồn. Một số tuyến metro khác như là tuyến metro Bến Thành Suối Tiên hay là Nhổn Ga Hà Nội thì tiến độ quá chậm và đội vốn quá lớn. Cái đội vốn này nó nói lên gì? Ở đây có anh Nghĩa thì là tôi thấy là chứng tỏ là cái việc tính toán của nó là rất là bung lung, tính toán không có cơ sở khoa học, không có một cái điển tích, không có một cái thực tế nào để mà mình dựa vào mà tính toán trên trời. Cho nên là cái tuyến đường sắt đô thị trên cao Hà Nội Cát Linh là Hà Đông Cát Linh là đội vốn đến 30% cơ mà. Phải không ạ? Đáng lý là 500 triệu euro thì sẽ thành 800 triệu euro, mà 800 triệu euro tức là gần 1 tỷ đô la rồi. Thì tôi cho rằng là cũng xin lỗi anh Nghĩa là tôi cho cái là tính toán như thế là không hợp lý và thứ hai là quá đắt. Các cái tuyến metro của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều quá đắt so với thế giới. Đó là cái điều chúng ta cảnh báo. Vấn đề đường sắt đô thị trên cao cũng là cái vấn đề mà khán giả đã rất quan tâm, mẹ bên cạnh cái là đường cao tốc Bắc Nam. Vậy thì các khách mời có thêm bổ sung thêm những thông tin ý kiến từ phía của ông Thủy không ạ? Ông Huy có bổ sung thêm không? Vâng, đầu tiên phải nói là giao thông công cộng là một trong những cái giao thông rất quan trọng đối với một đô thị hiện đại. Vì sao? Bởi vì như anh Thủy đã phân tích thì rõ ràng là cái vận chuyển của giao thông công cộng nó có một cái giá trị rất là lớn, hiệu quả về cả mặt thời gian lẫn không gian. Tuy nhiên thì tôi muốn quay trở lại ngược một chút với ý kiến rất thú vị của anh Nghĩa. Đấy là chúng ta phải có cái tầm nhìn và cái chiến lược phát triển quy hoạch hạ tầng trước đã. Có nghĩa là gì? Nếu như ông chỉ quy hoạch tập trung, phân tán một cách các chức năng hoàn toàn khác nhau ở những cái khoảng cách khác nhau thì nó sẽ vô hình chung tạo ra cho con người phải di chuyển rất là nhiều. Và chính vì di chuyển rất là nhiều nên các hệ thống, kể cả hạ tầng có tốt hay tốt hơn nữa, nó vẫn không thể đáp ứng được. Thế đầu tiên phải nhìn từ cái tổng thể quy hoạch đã. Sau đó chúng ta mới nói đến các vấn đề về quy hoạch các hệ thống giao thông. Thì trong các hệ thống giao thông trong đô thị thì giao thông công cộng là một trong những hệ thống cần phải nghiên cứu ngay từ đầu. Và rõ ràng như anh Thủy nói là chúng ta đi chậm hơn các nước khác cả hơn 100 năm rồi. Thì cái việc đấy chúng ta cần phải giải quyết ngay. Thế để giải quyết ngay được các vấn đề đấy thì tôi lại cho rằng các vấn đề đánh giá nghiên cứu các dự án giao thông trong đô thị chưa thực sự được đánh giá đúng mức. Nó cũng không khác gì các dự án xây dựng mà rất nhiều chủ đầu tư tiết kiệm phần chi phí thiết kế. Có nghĩa là gì? Ngay từ đầu, ông đưa ra một cái dự toán và cái dự toán đấy không có cơ sở khoa học, cũng như cái dự toán đấy chỉ làm cho có, làm để được phê duyệt, sau đó còn có thực hiện được hay không thì không cần biết. Rõ ràng là rất nhiều dự án xây dựng của chúng ta bị cái vấn đề đấy. Và tôi thấy được rằng bản thân tôi là người làm trong cái nghề tư vấn thiết kế, tôi rất hiểu. Và tôi thấy được rằng cái vấn đề đầu tiên là phải tôn trọng những người tư vấn và phải đánh giá cao cái vấn đề tư vấn và phải đưa ra những hội đồng thẩm định khẳng định được rằng nếu có sai số thì cũng chỉ sai số đến 5-7% chứ không thể nào sai số tới 30% được. Thì đấy là các vấn đề rất là lớn. Hoặc là có rất nhiều những sinh viên của tôi hỏi thầy ơi, tại sao các hệ thống đường sắt đô thị của Việt Nam lại không làm ngầm được mà cứ phải làm trên cao? Và tại sao trên cao lại không dùng những cái hệ thống nhẹ mà bây giờ, các hệ thống kết cấu nhẹ mà bây giờ trên thế giới phát triển rất là nhiều mà vẫn phải dùng bê tông rất nặng nề, không thể cải tạo được, không thể thay thế được. Hoặc là nếu như có vấn đề gì phá đi thì rất là khó. Cái đấy lại quay trở lại vấn đề thiết kế. Rõ ràng là phương án thiết kế chưa được nghiên cứu một cách cụ thể. Đường sắt Hà Đông Cát Linh, đơn vị tư vấn thiết kế là đơn vị lần đầu tiên thiết kế về đường sắt trên cao. Thế thì làm sao có thể có kinh nghiệm được? Rồi thì các công nghệ khoa học mới, hệ thống kết cấu thép nhẹ, ví dụ đường số 6 ở bên Paris, họ chạy bằng lốp hơi, nó cũng được xây dựng từ năm 1910, có nghĩa cũng hơn 100 năm rồi, hoàn toàn hệ thống kết cấu nhẹ. Các hệ thống đường ray cũng dùng kết cấu nhẹ, có nghĩa là gì? Nếu xảy ra các
trường hợp bất chắc họ có thể thay thế một cách đơn giản. Nhưng hãy nhìn lại xem hệ thống của chúng ta sau 100 năm, chúng ta vẫn đi lùi lại của hơn 100 năm trước, thì rõ ràng nếu để giải quyết thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái bất cập. Và đấy là những cái mà sẽ gây mất lòng tin cũng như là bức bối trong xã hội. Tại sao khán giả hỏi chúng tôi là cũng muốn đặt câu hỏi cho các khách mời là tại sao chúng ta không làm ngầm giống như các nước khác ạ? Đây tôi xin trả lời là cái nguyên chính của mình ấy, mà cái này tôi nói thật là tôi cũng đã biết, cũng nói với báo chí rất nhiều về cái chuyện là hạn chế làm trên cao. Không, hạn chế trên cao vì sao? Vì cái đường chúng ta đã hẹp rồi. Bây giờ làm trên cao nữa thì nó chắn cái tầm nhìn, rồi nó gây bụi, nó gây tiếng ồn, rất bức xúc. Tuy nhiên á, cái nguyên nhân chính để người ta làm trên cao là gì? Nếu mà theo giá thế giới ấy, thì có lẽ anh Nghĩa ở đây cũng biết, tức là làm trên cao giá nó chỉ bằng 1/3 làm ngầm thôi. Đấy, cho nên cái điều kiện kinh tế nó cũng hạn chế đến cái vấn đề như thế. Nhưng mà tôi rất đề nghị rất nhiều lần, cái này là tôi nói thật thôi, tức là riêng cái tuyến Nhổn Ga Hà Nội là tôi đề nghị là không nên làm một tuyến mà vừa trên cao vừa ngầm. Không ạ? Nếu em đi trên cao rồi anh lại dừng xuống, anh xuống thì ngầm, như thế tức là giao thông nó bị ngưng trệ, không ạ? Nó bị cắt đi. Đấy, cho nên là rõ ràng là anh đang ngầm là ngầm hết, là cao là cao hết, chứ không nên là vừa trên cao vừa ngầm như là một số tuyến của mình. Cái tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, và tuyến ở Hà Nội, Nhổn Ga Hà Nội cũng vậy. Còn thứ hai, một cái ý nữa là đối với tuyến Hà Đông Cát Linh ấy, thì nó có cái vấn đề này là nếu chúng ta thấy đầu tư thì là cũng được. Thì mọi người thắc mắc là tàu Trung Quốc tốt không này nọ, thì chúng tôi bảo ở Trung Quốc người ta cũng có một cái truyền thống là đường sắt rồi. Đường sắt của mình thật ra thì là phát triển cũng nhờ đường sắt Trung Quốc đấy. Thế thì cái việc mà chế tạo một cái đoàn tàu trên cao thì không có gì khó khăn. Thế nhưng mà quá trình như các anh nói, tức là tính toán rồi là tính giá một cách rất tùy tiện ở trên trời. Thế rồi sau đó là cứ thay đổi, để Trung Quốc họ tự tung tự tác. Cho nên cuối cùng là gây cho mình khó khăn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là cái việc đầu tư của nó không đồng bộ. Bây giờ chúng ta chưa lưu ý này, tàu thì hiện đại, đường thì hiện đại, và chi phí thì gần 1 tỷ đô la, tức là hơn 20.000 tỷ Việt Nam. Nhưng mà cái đường lên lại là đường đi bộ. Đó là một sai lầm thuộc về nguyên tắc. Mà tôi đã gặp đồng chí cái anh mà trưởng ban, trưởng cái nhóm rồi, tôi bảo là cái đó các anh là phải làm là cầu thang cuốn. Chứ nếu anh làm cái đó là anh sẽ hạn chế người lên đấy. Mà cái tàu, cái đường đó mà hạn chế người lên, tức là dân ít đi thì nó vô cùng lãng phí. Phải không ạ? Thì ở đây chúng ta đừng có cả một cái nhà mà để tiếc một cái thanh sắt. Phải không ạ? Một cái cầu thang máy lên, dân cho dân người ta đi, đó là chuyện bình thường. Ở trong siêu thị cũng đi như thế cơ mà. Và tất cả các tuyến tàu điện ngầm đều là cầu thang cuốn cơ mà. Thì ở đây tôi thấy là cái đó là nên xem lại. Chứ bây giờ nếu mà cái đường lên mà quá xa, tôi phải đi vòng qua một cái đường đi bộ tôi mới đến tàu, thì cái số người đi sẽ ít. Người Việt Nam mình nó có một cái thực tế như vậy. Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với một số những cái ý kiến của anh Thủy. Tuy nhiên tôi muốn bổ sung thêm một chút là như này. Thực ra chúng ta cũng không thể ngay trong một vài phút, hoặc là kể cả là có nghiên cứu, thì chúng ta cũng không thể nào mà khẳng định ngay là làm trên cao hay dưới ngầm. Mà tất cả cái đấy là phải do một ekip, họ phải đưa ra một phương án và họ phải chứng minh được trước một cái hội đồng khoa học là phương án của họ là phương án tối ưu nhất đối với điều kiện thực tế của Việt Nam, kể cả về kinh tế lẫn hiện trạng. Và cái hội đồng khoa học đấy phải là những cái người mà họ hoàn toàn khách quan, họ đánh giá thì chúng ta mới có được một cái kết quả tốt đẹp được. Nhưng mà tôi nghe nói là hình như là cái suất đầu tư của cái đường sắt trên cao của Việt Nam là còn đắt hơn cả suất đầu tư ngầm của nước ngoài. Chính xác. Vâng. Đấy là vấn đề rất là, đấy là vấn đề rất là khó vô lý. Rất là phi lý. Vô lý. Nhưng nó cũng còn một cái nguyên nhân khác thì chúng ta thấy, tức là nói câu chuyện đường sắt trên cao nhưng mà thực ra nó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Mà trong đó có cái vấn đề lớn nhất chính là gì? Tức là chúng ta bắt tay vào làm cơ sở hạ tầng chậm, trong khi là bất động sản thì đẩy nó lên ở cái mức tầm cỡ quốc tế rồi. Tức là giá bất động sản ở Việt Nam thậm chí tức là ngang bằng với bất động sản đắt nhất của thế giới rồi. Và như vậy thì là đền bù rồi giải phóng mặt bằng rồi thì là đủ thứ sẽ rất là đắt. Thế cho nên là chúng ta không lạ lùng gì là có những con đường ở Việt Nam còn thuộc vào là đắt nhất thế giới về đầu tư. Mà trong cái đó thì là
đường tiền vào đường chẳng mấy mà tiền đền bù nhiều. Và đấy là cái điều mới là để nói rằng tức là một thiếu một cái quy hoạch chiến lược dài hạn. Chính xác. Về từ đầu là như thế. Bây giờ mà nói đến chuyện làm đường trong nội đô là nghe kinh hoàng, vì nó sẽ vô cùng đắt đỏ vì cái giá bất động sản hiện tại. Cái thứ hai nữa tức là gì? Tức là cũng nói lên một cái điều nữa, tức là gì? Toàn bộ nguồn lực của xã hội dường như là tập trung khá nhiều cho bất động sản. Và phát triển của chúng ta rồi thì là sự hình thành các cái doanh nghiệp lớn rồi thì tuốt luốt đều từ cái bất động sản này mà ra, tức là từ đất mà ra. Ví dụ như cái đường cao tốc Bắc Nam, đây là một con đường mà có thể nói tức là kỳ vọng của chúng ta rất lớn. Tức là chúng ta muốn là có một con đường đấy để kết nối được với cái nhất đời nhất lộ của Trung Quốc, và kết nối với các cái đường khác của Đông Nam Á và trở thành một cái hệ thống giao thông liên lạc liên thông khu vực. Thế nhưng mà bây giờ lớn nhất chính là vấn đề không có tiền. Kể cả các cái dự án nhỏ nhỏ thì bây giờ cũng đã không có tiền. Cái phần tiền của nhà nước là một phần, nhưng mà tư nhân bây giờ người ta không dám đầu tư vào, vì người ta thấy rằng tức là qua những cái đợt mà dân chúng biểu tình tại các trạm thu phí vừa rồi thì là tư nhân cũng ngán luôn. Điều đó nó nói đến hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái khung khổ pháp lý về đầu tư cơ sở hạ tầng mà dành cho khu vực tư nhân là chưa rõ ràng. Và đến khi nó xảy ra thì là nhà đầu tư và bên kia là nhà sử dụng, tức là các cái nhà vận tải chứ đâu phải dân. Toàn là cả công ty vận tải cứ thế mà chiến đấu với nhau. Còn chính phủ là không biết xử lý kiểu gì. Nó phải có kỷ cương kỷ luật chứ. Nếu như người ta đã đầu tư đúng, đầu tư minh bạch, đúng không? Thì những cái chuyện như vậy là phá rối, là gây mất trật tự giao thông, cũng phải nhảy một vào ông xử lý chứ. Thì bây giờ là kẹt. Và nó trở thành điểm nóng của năm 2017 là như thế. Thế như vậy là và đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khung khổ để huy động vốn nước ngoài. Nước ngoài thì người ta yêu cầu tức là có bốn cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất tức là phải có người bảo lãnh cho cái việc là chính phủ cam kết là giải phóng mặt bằng và cơ sở hạ tầng đúng với cái yêu cầu của dự án. Thế nhớ là chính phủ không làm được như vậy thì phải có phạt chứ, phải có rủi ro, phải có một công ty nào đó đứng ra chịu rủi ro cho chúng tôi chứ. Ngày nay chúng ta chưa có. Cái thứ hai tức là phải có một cái đảm bảo về cái rủi ro tỷ giá hối đoái. Trong cái thời gian chúng tôi xây dựng là tỷ giá hối đoái của ông nó phải tương đối ổn định. Chứ không thì chúng tôi nay bỏ tiền vào 1 tỷ đô mà mai kia rút ra còn lại có 900 triệu, có 800 triệu thì chết. Cái vấn đề thứ ba tức là phải có một cái bảo hiểm cho chúng tôi về cái doanh thu. Tức là số lượng người đi trên cái con đường đấy. Năm thứ nhất thì có thể là thấp nhưng những năm sau nó phải tương đối đảm bảo. Thì cũng phải rõ ràng. Và cái thứ tư tức là phải đảm bảo tức là nó phải có một cái khung lợi nhuận theo bọn nước ngoài tức là khoảng 17-18% trở lên. Còn nếu không, nếu mà PPP thì ông đừng đưa ra khung lợi nhuận gì cả, mà lời ăn lỗ chịu. Chúng tôi đầu tư thì chúng tôi lời ăn và lỗ chịu. Đằng này ông lại khống chế một phát tức là lợi nhuận là 14%. 14% là chúng tôi toi rồi. Hà để lời ăn lỗ chịu, hoặc là nếu là quy định hẳn 18% thì chúng tôi còn có cái điều kiện để mà thu xếp vốn. Thế những cái đấy là của chúng ta là chưa rõ. Một vấn đề thứ hai nữa tức là gì? Bây giờ không nguồn vốn thứ hai đó là vay vốn ngân hàng. Thì vay vốn ngân hàng thì quy định hiện nay của khu vực ngân hàng tức là sở cho vay đầu tư vào BOT PPP. Vì là thu hồi vốn không được. Thu hồi vốn được thì có hai lý do, tức là một là các cái trạm thu phí người ta quậy phá như thế. Cái thứ hai là tức là các cái công ty mà trúng thầu thì không có tiềm lực tài chính. Cho nên là phụ thuộc hoàn toàn vào vốn ngân hàng, rồi thì là họ thậm chí vác vốn ngân hàng đi làm những việc khác nữa, chứ không phải chỉ có đơn giản là ném vào con đường đấy để rồi thu tiền. Và thế là ngành ngân hàng bây giờ là sợ, coi cái chuyện đầu tư vào PPP và BOT là một cái phải có một cái khóa an toàn tuyệt đối về cái chuyện cho vay. Thế thì bây giờ cơ sở thì làm gì ở Việt Nam mình có cái tập đoàn nào mà có thể có vốn để đi làm những con đường như vậy? Mà không phải vay ngân hàng.
Và chính vì thế nên chúng tôi cũng đang nói tức là ngay cả những cái cơ chế lựa chọn cái nhà đầu tư rồi lựa chọn các cái nhà thầu cũng phải được công khai, cũng phải được minh bạch và cũng phải được rõ ràng, tránh cái tình trạng tức là nó chuyển qua 2-3 nhà thầu, đến cái nhà thầu thực làm thì lại không có xu nào, cũng chẳng có uy tín để vay vốn ngân hàng. Về giao thông đô thị thì tôi xin nói ngắn gọn có 3 cái điểm nhấn thế này. Cái thứ nhất ấy, là một số khán giả và người dân hơi thắc mắc là tại sao lại nông thôn chúng tôi rộng như thế mà lại đầu tư vào thành phố quá đắt như vậy. Một cái số tàu điện ngầm lại mất đến là 120 đến 150 triệu đô la. Vậy thì chúng tôi sống thế nào? Thế thì ở đây tôi xin nói ngắn gọn thế này. Tức là hai thành phố, mỗi thành phố đều là trung tâm công nghiệp, là trung tâm du lịch, là trung tâm thương mại, là nơi tạo ra hiệu quả cho đất nước nhiều nhất. Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh như chúng ta đã biết đấy, là tạo ra trên 30% GDP và tạo ra gần 45-50% là nộp ngân sách nhà nước. Vì vậy cho nên giao thông đô thị thành phố phải được quan tâm ngang bằng với những giao thông khác, thậm chí còn trước các giao thông khác. Ở các nước là giao thông đô thị là người ta ưu tiên đầu tiên. Cái thứ hai là cái hệ thống metro hiện nay ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là có xu hướng là kéo dài ra ngoài thành. Thì ở đây thì xin lỗi là tôi là người cũng nghiên cứu metro ở Praha Tiệp Khắc. Tôi thực tập ở các cái trạm metro của Tiệp Khắc từ những năm 74-75. Thì tôi thấy là cái việc xây dựng quy hoạch như thế là không hợp lý. Tuyến metro nếu anh xây độc đạo 15-20 cây số vô cùng đắt, nhưng mà anh vươn ra ngoài khi nó chạy thì chỉ có một tuyến thôi. Đúng không ạ? Thì xuống đi đâu? Tôi đi rồi thì tôi xuống tôi đi tiếp làm gì? Thế giới người ta không làm như thế, kể cả Moscow, kể cả Praha, kể cả Bắc Kinh là người ta làm là theo cái dạng nở hoa, tức là chủ yếu trong khu vực nội thành nối kết với nhau, các tuyến metro nối kết với nhau và người dân trong nội thành đi rất thuận lợi. Sau đó dần dần đô thị hóa đến đâu thì người ta mở đến đấy, như vậy nó vừa đỡ tốn kém lại vừa không tạo ra cái tuyến độc đạo. Tôi nói ví dụ cái tuyến là Bến Thành với Suối Tiên là hơn 20 cây số, thế thì tôi đi metro rất nhanh, tôi xuống nhưng tôi đi muốn đi tiếp 10 cây số nữa tôi đi bằng gì? Không có chỗ mà đi, không có đường, không có tiếp nối mà đi. Thế đi xe đạp hay đi xe buýt rất là khó khăn. Cho nên ở đây là cái thuật của mình là cái quy hoạch của mình là nó không hợp lý. Và cái ý nhỏ nữa tức là chúng ta lâu nay cứ hay đổ cho người dân mình là thiếu văn hóa giao thông. Nghe nói thì có vẻ là đúng. Nhưng mà nếu xét ra về cái bình diện về dân tộc của chúng ta thì đang rất sai lầm. Văn hóa giao thông thế nào mà đường hẹp như vậy, cầu như vậy, người dân người ta chen chúc thì bảo là người ta kém về giao thông. Trong khi đó cũng như người dân đó qua Singapore, qua Nga, qua các nước thì người ta có chen chúc đâu. Phải không ạ? Thì ở đây chúng ta phải nói rằng là cái hạ tầng mình quá yếu kém. Phải không ạ? Cái tầm nhìn hạ tầng rất quá yếu kém. Những con đường đáng lý mở rộng ra như đường Trường Chinh, đường Đại Cồ Việt ngay thế hệ chúng tôi đấy, thì là lúc đó chỉ là tầm nhìn xe đạp với xe máy thôi. Nhưng khi ô tô nó phát triển thì ông không thể nào mà ông làm hơn được, vì là nếu mà mở rộng nữa thì là chi phí quá lớn. Vì vậy cho nên đường chúng ta nội đô chủ yếu là từ 7m đến 12m là đến 50-60%, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Vì vậy cho nên là giờ tăng tầm với cái số dân 10 triệu người mà người ta đổ xuống thì không khác gì dòng thác nước cả. Vì vậy cho nên là cái việc mà người dân ta chen chúc nhau thì một mặt ấy là đúng, dân tộc mình ấy là phải chiến tranh nhiều cho nên là cái việc văn hóa nó cũng phải cố gắng. Nhưng mà không thể đổ tội hết cho là văn hóa giao thông được. Tôi đã nói rất nhiều lần với các anh ở trên Ủy ban An toàn giao thông là các anh đừng có mắng người dân là thiếu văn hóa giao thông, là người ta bực mình đấy. Phải không ạ? Một cái tuyến đường giật như vậy, xe kín nghít thế này, thế bây giờ tôi văn hóa thế nào? Tôi nhường ai đấy? Đi cũng đi được, vợ tôi đang ốm ở nhà kia. Đấy cho nên ở đây chúng ta phải nhìn mặt tâm lý vào độ đó để người ta đánh giá con người, và cũng không nên nghĩ rằng là cứ văn hóa giao thông là không chống ùn tắc, là không ùn tắc, không phải, hoàn toàn không đúng. Tôi xác định một cách định lượng hơi chủ quan nhưng mà dám nói rằng văn hóa giao thông chỉ 15% thôi. 85% phải là hạ tầng. Hạ tầng phải tốt thì văn hóa nó sẽ phát triển lên. Xin hết. Rất chia sẻ với cái ý kiến của anh Thủy, thì để mổ sâu hơn nữa thì tôi có mấy cái phát triển thêm cái ý của anh Thủy rất là hay như thế này. Chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi là vì sao chúng ta bị cái tình trạng như thế. Thế thì phải quay lại vấn đề là nếu không có một câu hỏi hay thì không bao giờ có một câu trả lời tốt. Chính vì thế mà Hà Nội, tôi bản thân tôi phải trả lời rất nhiều các báo chí cũng như các bạn sinh viên của tôi về các vấn đề tổ chức đô thị của Hà Nội.
Ví dụ như vừa rồi tôi phải trả lời rất nhiều về vấn đề tổ chức quy hoạch ga Hà Nội. Rõ ràng là một câu hỏi không tốt về cái việc là quy hoạch ga Hà Nội của thành phố. Có nghĩa là thành phố chưa ra được một cái đề bài tốt, nên các chuyên gia quy hoạch họ không thể nào đưa ra một lời giải tốt. Bởi vì là rõ ràng là ví dụ như là quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm của Paris, họ ra một cái đề bài rất là đơn giản là cứ tại bất cứ một điểm nào trong nội đô Paris đi đến nhà ga tàu điện không quá 10 phút đi bộ. Và trong quá trình phát triển như vậy, đầu tiên là 30 phút, xong dần xuống còn 10 phút và trong vòng 20 năm. Thế thì rõ ràng những cái đấy là những cái sẽ phải đặt ra rất nhiều cho nhà thiết kế phải nghiên cứu, suy nghĩ, tính toán các tuyến như thế nào cho hợp lý. Chứ không bao giờ đề xuất một cách cực đoan như ý anh Thủy phân tích rất là chuẩn, rất là đúng. Có nghĩa là nếu như ông chỉ có một tuyến kéo dài ra tận ngoài ngoại thành thì rồi ông sẽ kết nối với ai và để làm gì, nó sẽ gây lãng phí. Bây giờ chúng ta phải đầu tư và chúng ta phải có từng giai đoạn đầu tư khác nhau một thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Quay trở lại cái việc là của Hà Nội cũng vậy. Trước đây khi mà năm 2006 tôi được biết cái quy hoạch khu hành chính tập trung 64 tỉnh thành ở chỗ Trần Duy Hưng, thì khi đó tôi vẫn đang làm nghiên cứu sinh ở bên Pháp, thì tôi bảo đây là một cái sai lầm cực kỳ lớn. Rất may mà sau này dự án đó không được thực hiện. Bởi vì nếu như nó thực hiện, các quý vị cứ hình dung xem là số lượng người phải đổ về đấy làm việc trong vòng một ngày thì chẳng có hạ tầng giao thông nào đáp ứng được. Thì cái đấy lại là cái vấn đề quy hoạch hạ tầng mà như anh Nghĩa phân tích là nó phải có cái sự đồng bộ. Có nghĩa là sau khi có sự đồng bộ rồi thì chúng ta sẽ kết nối các đô thị đó với nhau. Và kết nối nó dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì nó giảm thiểu rất nhiều những cái việc di chuyển của con người. Năm 2004 tôi đang làm nghiên cứu sinh thì được làm một cái dự án của Bangkok, chính phủ Thái Lan bất lực trước cái hệ thống giao thông của Bangkok và phải mời rất nhiều các chuyên gia đến nghiên cứu. Và giải pháp duy nhất của Bangkok đấy là cầu vượt. Vượt lần thứ nhất vẫn tắc, vượt tiếp lần thứ hai. Và đến năm 2006 thì họ đã vượt tới lần thứ 5 và vẫn không giải quyết được vấn đề tắc nghẽn. Bởi vì sao? Bởi vì lại là vấn đề quy hoạch. Dân số không được quy hoạch một cách tính toán trước. Cũng như Hà Nội, không bao giờ chúng ta không chịu hình dung là đến năm nay là 2018 chúng ta có tới, chưa kể coi như một cách chính thống thì đã tới gần 10 triệu dân. Thế với 10 triệu dân đó thì chúng ta phải cần bao nhiêu phần trăm diện tích là giao thông thì mới đáp ứng được. Và chúng ta có rất nhiều những cái tài nguyên phát triển giao thông khác như giao thông đường thủy, chúng tôi nói từ đầu chúng ta chưa phát triển để lãng phí. Rồi chúng ta có các hệ thống hạ tầng khác nữa mà chúng ta chưa phát triển một cách đồng bộ, chúng ta để lãng phí, thì đấy là những cái chúng ta có thể đưa thành được những giải pháp. Hãy nhìn lại khu phố cổ và phố cũ do người Pháp để lại. Không bao giờ có hiện tượng tắc đường, không bao giờ có hiện tượng ngập lụt. Vì sao? Vì họ tính toán cho 100 năm sau. Họ tính toán tất cả mật độ giao thông đủ phục vụ, cũng như anh Thủy phân tích là họ tính toán là giao thông phục vụ cho xe đạp, cho xe máy, cùng lắm là xe ngựa, thì họ chỉ phục vụ được đến như thế. Nhưng sau đó xã hội đương nhiên phát triển, chúng ta sẽ sử dụng ô tô nhiều, thì hạ tầng giao thông chúng ta phải bắt kịp bằng cách là phải thêm vào đó những cái đô thị vệ tinh. Và những đô thị vệ tinh đó thì lại phải được kết nối, và trong bản thân cái đô thị vệ tinh đó cũng phải đầy đủ các chức năng và phục vụ cho xã hội. Không phải chỉ có nhà ở, hay không phải chỉ có văn phòng, không phải chỉ có các chức năng đơn lập, để cuối cùng người dân lại phải di chuyển rất là nhiều, thì đương nhiên là không có hệ thống giao thông nào mà có thể có nhà đáp ứng được. Thì đấy là cái phát triển thêm cái ý của tiếp theo cái ý của anh Thủy. Vâng ạ, những nội dung hết sức thú vị ạ. Và để nói về việc là phát triển hạ tầng giao thông thì có lẽ là chúng ta phải đề cập tới rất nhiều, từ đường thủy đúng không, đường bộ, đường hàng không. Thì rõ ràng ngày hôm nay các khách mời cũng đã tập trung kỹ vào câu chuyện của đường bộ đúng không ạ, đường sắt đô thị này, rồi tập trung vào vấn đề đường cao tốc Bắc Nam và đặc biệt vấn đề quy hoạch dài hạn nữa. Thì trước khi mà chúng tôi nghĩ là có lẽ để kỹ từng phần nữa thì chúng ta lại phải mổ xẻ thêm vào các chương trình đối thoại sau. Thì trước khi mà kết thúc chương trình đối thoại mở đầu của cái đề tài về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam ạ, thì các khách mời có thể có một cái nhắn nhủ, một cái ý kiến kết luận rất là ngắn gọn để muốn chia sẻ gửi gắm cho những người làm chính sách, những người đang quan tâm tới đề tài này ạ. Thì trước đó tôi xin mấy ý kiến của ông Nghĩa, một cái nhắn nhủ gì đó sau khi chương trình kết thúc ạ. Tôi thấy là qua ý kiến của anh Huy, của anh Thủy, tôi thấy rõ ràng tức là vấn đề giao thông ấy, nó thực sự là một vấn đề xã hội, chứ nó chỉ không đơn giản là vấn đề hạ tầng. Tức là chúng ta phải biết rằng là dân số của Hà Nội bao nhiêu triệu dân,
thì quy hoạch giao thông nó phải thế nào, là phải có diện tích là bao nhiêu đủ để làm giao thông. Còn nếu mà ông đã không tính ra được như vậy thì đừng có tăng diện tích dân số Hà Nội lên. là bởi vì nếu không thì nó sẽ trở nên là tắc với nhau hết ở chỗ cả. Đấy là cái điều mà chúng ta về lâu về dài mà nói như thế. Cái thứ hai nó là một vấn đề xã hội, là vì thế này, tức là đúng là phải, tức là đô thị chính phải có đô thị hoàn chỉnh vệ tinh. Chứ nếu không làm một cái đô thị mà nó không hoàn chỉnh thì đến khi chữa bệnh là phải vào trong này. Rồi thì là trường học là phải vào trong này. Rồi thì là khi sát nhập Hà Nội với Hà Đông thì là dời rất nhiều cơ quan ở dưới Hà Đông lên Hà Nội, nhưng mà lại đồng thời dời rất nhiều cơ quan trên Hà Nội xuống Hà Đông. Thế là lại làm cho cái đi lại giữa Hà Nội và Hà Đông này còn tắc nghẽn hơn, còn cái mỗi nhu cầu đi lại nó còn khủng khiếp hơn. Và tôi rất là ngạc nhiên, tức là tất cả các tuyến nối Hà Đông Hà Nội đều làm rất là hoành tráng, cuối cùng là rất nhanh chóng bị tắc nghẽn. Thế tìm hiểu té ra là gì? Dời rất nhiều cơ quan ở từ trên Hà Nội xuống Hà Đông, bởi vì là để tận dụng cái làm cho Hà Đông nó trở nên phong phú hơn. Ngược lại là cũng dời rất nhiều người Hà Đông lên làm việc trên Hà Nội. Vì là trên Hà Nội là mới có nhiều gì sở ban ngành nên phải có người của Hà Đông lên. Và thế là cuối cùng là Hà Nội với Hà Đông cứ thế mà đi lại, mà vẫn là con người đấy thì lẽ ra làm việc mỗi nơi một chỗ thì như trước đây thì nó không sao. Đấy là cái điều, tức là đấy là nó nói lên, tức là một cái tầm nhìn mà không gắn kết với nhau giữa giao thông và công an việc làm, rồi thì là các cái cơ sở hạ tầng khác, nó đồng bộ như thế. Xin mời cái ông Thủy ạ. Tôi chỉ xin nói một điều thế này, tức là dân số chúng ta là 94 triệu. Đô thị thì chiếm trên dưới là 50% rồi. Vậy thì cái lưu lượng đi lại của hàng năm ấy là 15 đến 20 tỷ. Tức 15-20 tỷ lượt người đi để mà tạo ra cái mạch máu giao thông để nuôi đất nước. Vì vậy cho nên cái hạ tầng giao thông đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhà nước đầu tư mỗi năm hàng trăm nghìn tỷ cho lĩnh vực này, cộng với xã hội hóa hàng trăm nghìn tỷ nữa, thì mới có thể là và bố trí và có một cái tầm nhìn chiến lược tốt thì mới tạo ra một cái hệ thống hạ tầng nó hợp lý, nó hiệu quả, nó thực tế, nó khoa học và nó tiết kiệm. Ở đây tôi nhấn mạnh cái tiết kiệm, vì tôi thấy nhiều trường hợp là chúng ta làm những cái công trình quá đắt mà không được các chuyên gia xem xét một cách đầy đủ các mặt. Ý kiến thứ hai là giao thông đô thị là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng. Tôi đã đề nghị rất nhiều lần là phải tách cái giao thông đô thị ra khỏi cái giao thông địa phương. Hiện nay chúng ta phải coi giao thông đô thị như là giao thông địa phương là sai lầm. Giao thông đô thị phải được quốc gia quan tâm, phải được thủ tướng trực tiếp quan tâm. Vì là cái chi phí nó cực kỳ lớn, hiệu quả nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta thấy là hàng ngày hàng giờ chúng ta gắn với cái sự đi lại, và cái sự đi lại đó nó tạo ra hiệu quả cho cả đất nước chứ không phải là riêng khu vực đô thị. Cho nên hãy hết sức lưu tâm giao thông đô thị. Vâng ạ. Xin mời kiến ông Huy ạ. Vâng, hai chuyên gia cũng đã tổng kết khá là đầy đủ rồi. Tôi chỉ thêm một cái ý kiến rất nhỏ nữa là chúng ta nên nhìn nhận một cách thật là đúng đắn đối với giao thông đường thủy. Vì theo quan điểm cá nhân của tôi, cũng như rất nhiều những cái bạn nghiên cứu nước ngoài của tôi, họ đánh giá đây là một cái lợi thế rất lớn của Việt Nam. Và rõ ràng là trong cái điều kiện kinh tế đang khó khăn như thế này, đầu tư thấp mà được một cái hệ thống giao thông tuyệt vời như vậy mà chúng ta lại để nó ngủ quên lâu quá thì đấy là một sai lầm. Kể cả giao thông đường biển lẫn giao thông đường sông, đặc biệt là chúng ta có hệ thống đồng bằng sông Cửu Long với các kênh rạch phát triển rất tốt, thì các vấn đề logistics mặc dù chúng ta chưa có kinh nghiệm thì học các kinh nghiệm của nước ngoài rồi chúng ta sẽ làm được. Thậm chí kể cả thuê lại họ thì các hệ thống logistics của chúng ta sẽ phát triển. Tôi nghĩ là trong tương lai không xa, và rõ ràng là đầu tư thì chi phí là thấp nhất so với các hệ thống giao thông khác. Vâng ạ. Tôi xin bổ sung một tí. Vâng ạ. Tôi xin lỗi bổ sung một tí, tức là cái hệ thống dòng mạng lưới giao thông của mình thì ngoài đường bộ ra, lâu nay chúng ta ưu tiên đường bộ nhiều, nhưng mà tôi quên đường sắt với đường thủy. Đúng. Đường thủy là chúng ta hết sức thuận lợi vì có đường biển bao bọc từ Bắc vào Nam. Đúng. Chúng ta đi từ Hà Tiên vào Mông Cái bằng đường biển. Chi phí chỉ bằng 1/4, 1/5 cái ô tô chạy từ đó dọc cả nước thôi. Cho nên chúng ta phải tận dụng cái đó ngay. Và trong khi đó, cũng như ý kiến anh Nghĩa là chúng ta hiện nay đã có đội tàu khá rồi. Cũng đến 3-4 triệu tấn rồi. Chứ không phải như ngày xưa. Hồi hòa bình chúng ta chỉ còn có 20-30 vạn thôi. Chúng ta có nhiều cảng nước sâu, cảng thiên nhiên rất là hợp lý.
Vậy cho nên chúng tôi đề nghị là phát triển mạnh cái đường thủy, tận dụng đường thủy. Và chúng ta việc mở rộng cái đường thủy bằng sông Hậu là đó cái hướng đi rất đúng của Bộ Giao thông. Cái thứ hai là cái đường sắt. Đường sắt thì nhiều chuyên gia nói là chúng ta bỏ bê nó hàng trăm năm nay. Bây giờ nó quá lạc hậu rồi. Đường là đường đơn, đường 1 mét mà cái hiệu quả nó quá thấp đi. Tôi xin nói là đường sắt hiện nay vận chuyển mỗi năm được có 15 triệu. 15 triệu hành khách và cũng khoảng độ đến 30 triệu cái tấn hàng hóa thôi. Rất xa so với ô tô. Đó mà ô tô hàng 3 tỷ. Ô tô 3 tỷ hành khách và hơn 150-200 triệu tấn hàng hóa. Thì tôi nghĩ là đường sắt chúng ta bỏ bê nhiều vậy cho nên chúng ta phải phát triển đường sắt. Tuy nhiên cái nhược điểm của đường sắt là đầu tư hết sức đắt. Vì vậy cho nên là chúng ta đầu tư từng bước nhưng mà theo tôi nên tận dụng cái nền đường sắt cũ của người Pháp để mà chúng ta chở hàng hóa và hành khách gọi là cái dạng trung lưu và hạ lưu. Còn sau này đến năm 2025-30 hoặc là 40-50 gì đó chúng ta có đường sắt cao tốc Bắc Nam thì lúc đấy chúng ta sẽ là sử dụng nó chủ yếu là chở hành khách. Theo tôi hai cái đó phải quan tâm song song nhau chứ đừng có quá quan tâm cái đường sắt cao tốc Bắc Nam mà quên cái đường sắt cũ của mình thì nó rất lãng phí và nó không phục vụ cho toàn xã hội được. Vâng ạ. Xin cảm ơn ba khách mời. Đúng là đề tài này rất là mới mẻ với chương trình đối thoại. Trong suốt nhiều năm chúng tôi làm, chúng tôi thường thực hiện các chương trình về tài chính ngân hàng, lãi suất, tỷ giá. Nhưng mà lần đầu tiên thực hiện một về chương trình thế này thì thấy thực sự là nó rất là sát sườn với không chỉ những người quan tâm kinh tế, với rất là nhiều người dân. Và đó là lý do tại sao khi chúng tôi chỉ đặt vấn đề là sẽ làm một chương trình đối thoại về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam thì lại nhận được nhiều sự quan tâm của quý khán giả như vậy, đặc biệt là liên quan tới dự án Metro và dự án đường cao tốc Bắc Nam. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đã chia sẻ tâm huyết, đưa tới cho chúng tôi những thông tin như vậy. Và chúng tôi rất là mong chúng tôi sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để mời các khách mời đến trường quay bàn sâu về những vấn đề mà chúng ta đã bàn ngày hôm nay để tiếp tục tìm ra giải pháp cho cái vấn đề phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.